xem SBTN Online TV mọi lúc mọi nơi. Hình ảnh HD, âm thanh rõ ràng, chỉ có 7.99 đồng cho một tháng sau 7 ngày dùng thử. Quý vị có thể tải SBTN Online TV trên Google Play, Apple Store hoặc Amazon. Hoài Phương xin kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình SBTN. Lần đầu tiên tại khu phố Cabramatta đã diễn ra một cuộc biểu tình trong cơn mưa giá lạnh của Úc Châu vào sáng thứ Bảy ngày 9 tháng 6 năm 2018. Đây là cuộc biểu tình mà phần lớn người tham dự là những thành viên của phong trào giới trẻ thế giới vì nhân quyền, để nói lên sự chống đối Cộng sản Việt Nam đang chuẩn bị cho Trung Cộng thuê ba đặc khu chiến lược suốt 99 năm. Ngày hôm nay là một trong những ngày chúng ta cần phải xuống đường và đồng hành với người Việt Nam. Nếu chúng ta không làm bây giờ thì có thể Việt Nam sẽ mất vào tay Trung Cộng. Cái chuyện ký khế ước này đó, nó đặc biệt một cái đó, tại vì nó loan tỏa ba cái yết hầu từ Bắc xuống dưới Nam của Việt Nam, có nghĩa là đưa cho Trung Cộng nó kiềm chế cả nước. Cái đó là cái nổi bật lên của cái khế ước 99 năm này, bởi vì nó nằm ở ba cái nơi yết hầu của từ miền Bắc, Trung, Nam. Dân Đồn, Bắc Văn Phong và Phú Quốc, cái này là ba cái nơi mà rất là huyết mạch của Việt Nam. Tại sao mà nó đòi để mà cho mướn như vậy? Bởi vì khi mà nó mướn vậy là kể như là nó đã chiếm hết tất cả đất nước Việt Nam rồi. Đó, thành cái điều đó mình thấy là cái điều một cái bằng không có thể nào mà chấp nhận được. Tại ba cái địa điểm của Việt Nam mình đó là ba cái địa điểm, là ba địa điểm chính, mà khi mà nước Trung Quốc nó vô rồi á thì có nữa là Việt Nam không còn cái đất nước của Việt Nam, và sẽ sau này đến đây nữa là không còn cái tên Việt Nam trên bản đồ. Đâm ra chúng tôi già trẻ bé lớn ở cái hải ngoại này, tại sao chăn ấm nệm em không ở mà tại mưa này mà phải xuống được để đi biểu tình cho Việt Nam. Nhóm giới trẻ vì nhân quyền muốn đòi lại công bằng cho Việt Nam, tại vì Việt Nam không thể nào cho Trung Quốc thuê 99 năm là coi như là tụi con nghĩ rằng nó sẽ làm một cái điều không tốt, và nó sẽ bán nước là cho Trung Cộng, và người Việt Nam sẽ không được những ngày hạnh phúc, vui vẻ, tự do. Vấn đề mà tình hình của đất nước Việt Nam hiện nay đang trong vấn đề dầu sôi lửa bỏng, mà chúng ta ở đây nước ngoài không biết phải làm sao để giúp cho trong nước, thì chỉ là vấn đề dù trời mưa gió nhưng chúng tôi vẫn không có ngại để mà xuống đường cùng với các em tuổi trẻ để mà lên tiếng cho đồng hương tất cả ở nước ngoài biết, để mà hỗ trợ cho trong nước, để cho mọi người biết về tình hình mà Cộng sản Việt Nam đang ký bán đất cho ngoại bang. Tôi không phải là dân Cabramatta của Sydney, nhưng mà đi ngang thấy tình hình rất là phấn khởi, vì ở đâu đi đâu, ở đâu cũng gặp người Việt của mình lên tiếng, không lớn thì nhỏ, không cộng đồng thì là một hội đoàn nhỏ, có khi có một hai cá nhân làm, là cái tình hình chung của cả nước. Thành cái này là trách nhiệm chung của mọi người, ai nói được gì nói, ai làm được gì làm, phải lên tiếng. Mất nước tới nơi rồi. Hoài Phương, tường trình từ thành phố Cabramatta, xin kính chào quý vị khán giả.